Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị khách quý đã đến với hội thảo GMA do AFA Research and Education và Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc CMA Australia tổ chức ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép Ngọc Sơn xin được thay mặt ban tổ chức, những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc Institute of Certified Management Accountants CMA Australia là Hiệp hội Kế toán Quản trị Quốc tế. Chương trình của CMA Australia mở ra cơ hội triển vọng cho học viên trong việc phát triển nghề nghiệp hướng tới trở thành nhà lãnh đạo cấp cao. Chương trình CMA tại Việt Nam được thực hiện bởi đối tác đào tạo được công nhận duy nhất của CMA Australia là AFA Research and Education. Có website là www.afa.edu.vn. Trước hết, cho chúng tôi được dành những phút đầu tiên xin được giới thiệu sự hiện diện của những vị khách quý sau đây. Về phía khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Brandon O'Connell, Chủ tịch Viện Kế toán Quản trị Công chứng Australia, Giáo sư Đại học Brisbane Australia. Giáo sư Janet Ranachuga, Giám đốc điều hành Viện Kế toán Quản trị Công chứng Australia. Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính. Bà Hà Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Phụ trách Chuyên môn Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam VACPA. Đại diện CMA Australia tại Việt Nam, ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc Văn phòng Vùng. Và đặc biệt chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn nồng nhiệt nhất tới các vị khách quý, các thành viên CMA Committee, các hội viên CMA tại Việt Nam, những người đã dành sự quan tâm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc CMA Australia hàng năm thì tổ chức chương trình giải thưởng thường niên có tên là The Accounting Hall of Fame, giải thưởng vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành kế toán tại các quốc gia. Tại Việt Nam, Ủy ban hội viên CMA Committee đã thống nhất đề cử và bầu chọn ông Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính, đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng này trong năm 2016 với những đóng góp của ông trong việc phát triển chế độ kế toán Việt Nam trong những năm vừa qua. Và sau đây, xin trân trọng kính mời ông Trịnh Đức Vinh lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương vinh danh giải thưởng The Accounting Hall of Fame. Xin trân trọng kính mời ông. Và cũng xin được trân trọng kính mời giáo sư Janet Ranachuga lên trao giải thưởng này đến ông Trịnh Đức Vinh. Today we are honoring a gentleman who has obtained the highest recognition of ICMA Australia for a lifetime achievement in the profession. This is given not lightly but after much consideration by a committee in both Vietnam and in Australia. Vâng, xin chào quý vị và tôi rất là vui được có cơ hội được quay trở lại Việt Nam để gặp gỡ quý vị và được có cái cơ hội gặp gỡ quý vị trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi rất có vinh hạnh được trao một giải thưởng rất là cao quý của Viện Công chứng, Viện Kiểm kế toán Công chứng Australia, CMA Australia, cho một người mà đã có những cái đóng góp rất là đáng quý và có những cái thành tựu trong suốt cả một quá trình hoạt động rất là lâu dài đối với các hoạt động kế toán kiểm toán. Và cái quyết định đưa ra cái giải thưởng này không phải là một quyết định nhất thời mà là cái sự quyết định nó dựa trên những cái căn cứ, những cái đóng góp rất là lâu dài của ông và đã được ban gọi là ban trao giải thưởng của chúng tôi được cả ở phía Việt Nam và phía Australia cân nhắc. Okay, so the award is going to Mr. Shin-Luk Vinh. He's currently Deputy Director of Accounting and Auditing Policy, Department of Ministry of Finance.
Vâng, và tôi rất là vinh hạnh được công bố là giải thưởng này được trao cho ông Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính. He is in charge of overall developing accounting standards in Vietnam in both private and public sectors. Và ông Trịnh Đức Vinh thì chịu trách nhiệm về quản lý và phát triển các hệ thống, các nguyên tắc, các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán ở Việt Nam cho cả khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. The previous position he has held are the Accounting and Auditing Policy Department in Vietnam. Và trước đó thì ông đã làm việc ở vụ là vụ chế độ kiểm toán và tài chính. Mr. Vinh has made a great contribution in developing new accounting standards for enterprises stipulated in Circular 200 in 2015. Và ông đã có những đóng góp rất là to lớn trong việc xây dựng các cái tiêu chuẩn kế toán kiểm toán, cụ thể là được thể hiện ở trong thông tư số 200 năm 2015. He has also developed the accounting consolidation method issued in Circular 202 in 2015. Và ông cũng có đóng góp để xây phát triển những cái tiêu chuẩn trong việc hợp nhất việc kế toán kiểm toán hợp nhất và được thể hiện trong thông tư số 202 năm 2015. In 2016, he was the main contributor to the accounting system for small and medium enterprise publications. He is recognized as the main author of the Vietnamese accounting standards. Và trong năm 2006 thì ông đã có đóng góp rất là to lớn để xây dựng cái hệ thống gọi là kiểm toán hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, và ông đã được coi là những người có đóng góp lớn nhất trong lĩnh vực này. Over his long and distinguished career, Mr. Vinh has been a consultant, speaker, and facilitator in the areas of accounting standards and management accounting. Và trong suốt cả cái quãng đời hoạt động của mình thì ông Vinh đã có những cái đóng góp rất là to lớn trong việc xây dựng cái hệ thống các tiêu chuẩn kế toán kiểm toán tại Việt Nam, và ông đóng vai trò như là một người tư vấn, một diễn giả và một facilitator cho cái quá trình này. Many thousands of accounting practitioners have trained under him. He traveled widely across the country to transfer knowledge of the new accounting standards to practitioners and academics. Và ông Vinh đã có những nỗ lực trong toàn bộ đất nước Việt Nam. Ông đã đi đến rất là nhiều nơi để truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kế toán kiểm toán. Và những người học trò của ông hiện nay thì có rất là nhiều người đang là những cá nhân hành nghề xuất sắc ở Việt Nam. Mr. Vinh has a Bachelor of Accounting from the Academy of Finance Vietnam. He is a member of the Vietnam Association of Accountants and Auditors, VAA. He is a member of VAA's Executive Committee. Và ông Vinh thì là tốt nghiệp có bằng cử nhân tại từ Học viện Tài chính, và ông cũng hiện đang là thành viên của Hiệp hội Kế toán Việt Nam, và ông cũng là thành viên của ban điều hành của hiệp hội này. The Institute of Certified Management Accountants is honored to induct Mr. Trịnh Đức Vinh to the Global Management Accounting Hall of Fame for his services to the profession in Vietnam. Và ngày hôm nay thì Viện CMA Australia rất vinh dự được có cơ hội được trao giải thưởng Accountant Hall of Fame cho ông Trịnh Đức Vinh. Và cảm ơn hai giáo sư của chúng ta. Và sau đây ông Trịnh Đức Vân sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Brand, Chủ tịch CMA Australia, kính thưa ông Janet, Tổng giám đốc điều hành. Hôm nay tôi rất là vinh dự được có mặt ở đây và rất là vui mừng được nhận cái giải thưởng của CMA Australia. Đây là một cái giải thưởng rất là cao quý
và là niềm vinh dự lớn đối với tôi đã ghi nhận những sự đóng góp rất là nhỏ bé của tôi trong cái sự nghiệp phát triển ngành kế toán chứng khoán ở Việt Nam. Và đây cũng là cái động lực to lớn để giúp tôi phấn đấu cố gắng hơn nữa trong cái thời gian tới đây để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán tại Việt Nam. Chúng tôi biết rằng là mặc dù thì CFAS Australia hoạt động chưa được lâu tại Việt Nam, tuy nhiên thì các vị đã có những cái hoạt động rất tích cực, đóng góp cái nhiều thành tựu và nhiều cái hoạt động của các vị đã giúp nâng cao và phát triển nghề nghiệp kế toán ở Việt Nam. Và chúng tôi thì đã được Bộ Tài chính ghi nhận những cái sự đóng góp của các quý vị trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong quá trình đưa kế toán quản trị vào giảng dạy ở Việt Nam. Thì kính thưa các quý vị là hiện nay thì Việt Nam đang trong cái quá trình chuyển đổi từ VAS, tức là từ chuẩn mực kế toán quốc gia sang IFRS. Và để đáp ứng được cái yêu cầu của IFRS, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ phải tăng cường cái công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro. Và do đó thì kế toán quản trị như là một cái công cụ để giúp hoạch định cái chiến lược trong tương lai sẽ ngày càng đóng cái vai trò quan trọng hơn trong cái quản trị tại doanh nghiệp. Và nó cùng với kế toán tài chính là những cái công cụ mà không thể thiếu được trong cái việc cung cấp các thông tin hữu ích cho các người sử dụng báo cáo tài chính. Thế và thông qua CMA Australia và các tổ chức nước ngoài thì các quý vị đã mang được đến những cái thông tin, những cái kiến thức mới có giá trị và hữu ích cho các người hành nghề kế toán ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng bằng những cái kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế cũng như là bằng các phương pháp dẫn hiện tại, các quý vị có thể đóng góp thêm vào cho hoạt động giảng dạy ở các trường đại học cũng như là ở các tổ chức đào tạo của Việt Nam, để giúp các tổ chức đào tạo Việt Nam thay đổi được cái cách thức đào tạo để có thể cung cấp một cái nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Một lần nữa cho phép tôi được trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông chủ tịch, ngài tổng giám đốc và toàn thể ban quản trị điều hành ủy ban của CMA Australia và CMA Việt Nam đã trao cho tôi cái giải thưởng cao quý này. Và tôi xin hứa là sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để tiếp tục đóng góp công sức của mình cho cái sự nghiệp phát triển về kế toán kế toán tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Trịnh Đức Minh và cảm ơn hai giáo sư. Chúc ông sẽ mạnh khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống. Và thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu chương trình, tôi xin được phép mời ông Brandon O'Connell, CMA President, giáo sư Đại học Robert, cũng sẽ bắt đầu với chủ đề The Frontiers of Integrated Reporting. Xin trân trọng kính mời ông. Good morning, everybody. Xin chào quý vị. Wonderful to be here in Hanoi again. It's my probably third or fourth time I've come to Hanoi, and it's always an enjoyable time for me. Đây là lần không nhớ là lần thứ ba, lần thứ tư tôi đến Hà Nội rồi, và tôi nhớ rằng lần nào tôi đến Hà Nội tôi cũng thấy Hà Nội rất là đẹp, đặc biệt hôm nay trời rất là đẹp. Today I'm going to be talking to you about a very exciting development in the world of accounting in recent years, and that is called integrated reporting. Vâng, thế thì ngày hôm nay tôi cũng xin phép được trình bày với quý vị một cái chủ đề rất là mới và cũng rất là thú vị trong cái thế giới kiểm toán của chúng ta, đó chính là chủ đề về báo cáo tích hợp, một sự dũng cảm trong một thế giới mới. I have many slides, but I will be focusing only on some of the slides, and the rest you have there for your own reading.
Bài chuẩn bị bài trình bày của tôi thì có cái slide thì có nhiều, nhưng mà khi mà trình bày tôi xin phép cắt bớt một số slide và quý vị có thể đọc thêm trong tài liệu phát tay. The structure of my presentation is as follows. Firstly, I will give an introduction to integrated reporting and what it is. Và đầu tiên thì về giới thiệu về cái cấu trúc của bài trình bày thì đầu tiên sẽ có người giới thiệu về báo cáo tích hợp. Báo cáo tích hợp là gì? Then I will give you some examples of how integrated reporting looks in practice. Sau đó tôi xin giới thiệu về những cái ví dụ thực tiễn về báo cáo tích hợp. I will then talk about the potential benefits of integrated reporting. Sau đó mình trình bày về những cái tiềm năng mà chúng ta có được khi sử dụng báo cáo tích hợp. And also some potential issues with integrated reporting. Và tôi cũng sẽ trình bày qua một số nét về những cái khó khăn hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải khi sử dụng báo cáo tích hợp. I will talk about management accounting implications of integrated reporting. Tôi cũng sẽ nói về vấn đề tác động của kế toán quản trị đến báo cáo tích hợp. And then, with a view to forward looking, I will talk about the frontiers of integrated reporting. And the first one I will talk about is the balanced scorecard and how the balanced scorecard approach could be used for integrated reporting. Và với một cái tầm nhìn hướng đến sử dụng báo cáo tích hợp nhiều hơn trong tương lai, tôi sẽ trình bày về các dạng thức của báo cáo tích hợp. Trong đó thì đầu tiên tôi sẽ nói về thời điểm cân bằng và chúng ta sẽ sử dụng thời điểm cân bằng như nào khi mà dùng báo cáo tích hợp. And the last thing I will talk about is trying to come up with judgment rating scores for integrated reporting. Và cuối cùng sẽ là cái phần về là một cái khuôn khổ để đánh giá về báo cáo tích hợp. So that's the structure of my presentation. So I will start with talking about what integrated reporting is about. Và như vậy thì đó là cái nội dung tôi sẽ trình bày trong ngày hôm nay. Và đầu tiên tôi sẽ trình bày về việc là giới thiệu về báo cáo tích hợp. So integrated reporting only commenced in 2010 with the formation of the International Integrated Reporting Council. Báo tích hợp là một loại báo cáo được đưa ra từ năm 2010 với sự thành lập của Ủy ban báo cáo tích hợp quốc tế. The council have now developed a framework for integrated reporting and that came out in 2013. Và năm 2013 thì Ủy ban báo cáo tích hợp quốc tế đã xây dựng ra cái khuôn khổ báo cáo tích hợp quốc tế. It's not considered to be the next generation of sustainability reporting, but rather an attempt to promote a more cohesive and efficient approach to corporate reporting that draws on different reporting strands. Và báo cáo tích hợp ở đây không phải là một cái hệ kế tiếp của báo cáo phát triển bền vững, mà nó là mục đích của nó là gì? Đưa ra một cái phương pháp được báo cáo hiệu quả và toàn diện. Và đây là nó cố gắng để làm sao để kết hợp được thế mạnh của các loại báo cáo đã từng có trước đây. Integrated reporting brings together material information about an organization's performance, its strategy, its governance, its performance and its prospects. Và báo cáo tích hợp thì là một báo cáo mà trong đó thì nó sẽ trình bày tất cả những thông tin về một tổ chức, về chiến lược của tổ chức đó, về cách thức quản trị, về hiệu quả hoạt động và về triển vọng phát triển của tổ chức. The focus is not just on the financial or commercial side of business, but also on the social and environmental impact. Và trong báo cáo tích hợp thì cái trọng tâm của báo cáo không chỉ đơn thuần là các vấn đề về tài chính như trước đây, mà nó còn chú trọng cả các vấn đề về môi trường và xã hội. What it attempts to do is to combine various sources of information about the performance and the strategy of the company and put it together in one coherent document. Và ở đây báo cáo tích hợp chính là một hình thức mà chúng ta làm sao để tập hợp toàn bộ các thông tin về hiệu quả cũng như về chiến lược của một tổ chức, một doanh nghiệp và đặt tất cả thông tin đó trong một cái dạng thức trình bày rất là toàn diện và trọn vẹn. Importantly, it tries to show how each of these elements connect together to impact and to create
value for the organization. Và một điểm rất là quan trọng đây là báo cáo này nó thể được tính liên kết giữa các cái khối thông tin này với nhau và nó giúp giải thích tác động của những thông tin đó lên các vấn đề về hiệu quả của doanh nghiệp cũng như là triển vọng của doanh nghiệp. One of the key planks of integrated reporting are the six capitals. Và thế thì đối với báo cáo tích hợp thì chúng tôi hướng đến những cái ý tưởng như sau. The six capitals are human capital. Và trong báo cáo tích hợp thì chúng tôi nói đến 6 loại vốn và loại vốn đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến chính là về vốn về nguồn nhân lực. Natural and social capital. Và cái nguồn thứ hai là nguồn vốn về tự nhiên và xã hội. Financial, manufactured and intellectual capital. Cái nguồn vốn thứ ba đó là nguồn vốn về tài nguyên thiên nhiên và các nguồn vốn về trí tuệ và sản xuất. This next slide gives some examples of each of those six capitals. Thì trang này tôi có trình bày về các loại nguồn vốn nói trên và kèm theo là những ví dụ minh họa cho mình vào nguồn vốn. So looking at the table, you will see that the financial capital is that things like cash and debts, manufactured is things like factories and machines, human capital is employees. Và quý vị có thể thấy như là nguồn vốn về tài chính thì có thể để qua các khoản tiền hoặc là các khoản vay nợ, nguồn vốn về sản xuất thì đó là nhà xưởng máy móc, nguồn vốn về con người đó là nhân lực. And you've got intellectual capital, and some examples of that would be patents and systems. Sau đó chúng ta có sẽ có nguồn vốn về trí thức thì đó là các bằng sáng chế, là hệ thống. Natural capital would include if you're say an agricultural company, livestock, or if you're a mining company, commodities. Nguồn vốn về tự nhiên thì có thể là nếu mà một doanh nghiệp về nông nghiệp thì có thể là chăn nuôi, còn một doanh nghiệp về thương mại thì có thể vốn tự nhiên ở đây là hàng hóa. And then social capital would include brands and reputation. Và nguồn vốn về xã hội ở đây thể hiện bằng thương hiệu, bằng uy tín của doanh nghiệp. The essential idea of integrated reporting is we want to focus on how the organization creates value as measured by increases less decreases in the value of each of these six capitals. Cái ý tưởng cốt lõi của báo cáo tích hợp ở đây đó là báo cáo tích hợp chỉ ra cách một công ty thông qua quá hoạt động của mình tạo ra giá trị và tính bằng một cách là lấy phần tăng từ phần giảm trong sáu giá trị của giảm vốn. We also need to think about how the firm impacts outside of the organization, and this is known as externalities. Và thế thì ngoài ra thì đối với báo cáo tích hợp thì chúng ta cũng cố gắng để đánh giá xem là một tổ chức hay một doanh nghiệp sẽ chịu tác động như thế nào và tôi gọi đó là một yếu tố ngoại vi. Externalities may ultimately increase or decrease value created for the organization. Bởi vì rõ ràng là các yếu tố ngoại vi thì cho đến cùng thì thế nào cũng có ảnh hưởng, một là làm tăng hoặc là làm giảm những giá trị mà tổ chức đó có thể tạo ra. Therefore, the providers of financial capital to the firm need information about these externalities. Và chính vì vậy mà khi mà đưa ra cung cấp những thông tin để hiểu rõ về hiệu quả hoạt động tài chính của một tổ chức thì chúng ta cũng cần phải xem xét đến những thông tin về các yếu tố ngoại vi ở trên. So an example of an externality might be if you were, say, a mining company and you were digging a big hole in the ground, and then that hole in the ground created pollution for the local water system, then that would be considered an externality. Một ví dụ về yếu tố ngoại vi là như này, giả sử như có một công ty về khai thác mỏ và họ có khai thác một cái mỏ lộ thiên và cái mỏ đó thì có thể là gây ra những sự ô nhiễm về nguồn nước và như vậy đó được coi là một yếu tố ngoại vi. And in that case you would need to report that and to try and put a value loss if you like.
on the pollution that that created. Và có nghĩa là gì ạ? Trong báo cáo bây giờ thì chúng ta sẽ phải thể hiện được cái yếu tố này và làm sao lượng hóa được cái giá trị mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để bù đắp cho cái phần mà khắc phục vấn đề ô nhiễm nguồn nước. And I've explained to you the basics of integrated reporting. I want to give you an example of how it works in practice. And the example I'm going to give is for a leasing company called People's Leasing and Finance. Và như vậy là tôi đã trình bày về yếu tố cơ bản chủ yếu nhất của một báo cáo tích hợp, và bây giờ tôi xin đi vào một ví dụ. Và ví dụ tôi nói đến đây đó là một báo cáo tích hợp của công ty tên là People's Leasing and Finance, một công ty đã nên biết. The reason that I've chosen this one is that the Integrated Reporting Council hold this one out as an exemplar of good integrated reporting practice. Báo cáo của công ty này đã được gọi là Ủy ban báo cáo tích hợp quốc tế lựa chọn để được coi như là một trong những cái hình mẫu hoặc là những cái mẫu tiêu biểu về một gọi là báo cáo tích hợp. The first example here, I've taken a screenshot from their integrated report, and what this is showing is the way they've structured the report. Và đấy thì trên màn hình chính là một cái bức ảnh chụp màn hình của báo cáo tích hợp này, và nó thể hiện gì ạ? Nó thể hiện được cái cấu trúc, những cấu phần làm nên báo cáo tích hợp. So if you look at it, it has the different capitals listed there that we've just talked about. So you can see human capital, social capital, natural capital. Và nếu mà quý vị nhìn vào các cấu phần này thì có thể thấy là những cái loại tài sản vốn, anh như cái loại vốn mà chúng ta vừa mới nói đến ở trên đều được thể hiện như là vốn về nhân sự hay là vốn về nguồn tài nguyên thiên nhiên hay về trí thức. So the integrated report for this company discusses each of those capitals in turn. Và để mà ra được cái cấu phần để cái trình bày như vậy thì là đối với mỗi một loại vốn thì công ty đều có những thảo luận nội bộ trước khi mà đưa ra cái thông tin trong báo cáo. This next slide is showing how they discuss the human resources side of the organization. So the human capital. Thế thì cái slide tiếp theo này nó thể hiện là cái việc thảo luận, ví dụ như là thảo luận về nguồn vốn, về con người, về nhân sự thì sẽ được tổ chức cái hoạt động thảo luận với bộ phận nhân sự được tổ chức như thế nào, với những nội dung gì. So if you look at it there, you'll see that they talk about their human resources policy and they talk about different elements of their human resources, for example, the employment, training and education, diversity. Và nếu mà quý vị nhìn vào trong kỹ lông xa có thể thấy rằng là những cái nội dung họ thảo luận đó là chính sách về gọi là nhân sự của doanh nghiệp hay của tổ chức, và họ cũng thảo luận về nhiều cái yếu tố khác trong hoạt động nhân sự, ví dụ như là về tuyển dụng hay về đào tạo, về rồi là về các hoạt động đa dạng hóa, rồi là cơ hội nghề nghiệp. They then proceed to talk about their approach to managing their human resources and adding value for the organization. Đó thì họ sẽ thảo luận về phương pháp tiếp cận trong hoạt động nhân sự để làm sao mà trong cái cuộc hoạt động nhân sự đó có thể tạo ra được giá trị cho tổ chức. So looking at this diagram, you can see they talk about their retention strategy, their recruitment strategy, their training and development strategy. Và nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là những thảo luận này sẽ bao gồm những thảo luận về gọi là chính sách tuyển dụng, rồi là chính sách giữ chân nhân viên, rồi chính sách phát triển nhân tài trong tổ chức. They then go on to provide KPIs, key performance indicators, relating to their human resources, their human capital. Và tiếp theo thì họ sẽ nói về vấn đề KPI về nhân sự để mà thể đánh giá được cái nguồn vốn nhân sự. And for me, this is the most interesting part of an integrated report, is looking at these measures, these KPIs that they devise, and looking at the trends in them over time. Và tôi thì tôi thấy rằng đây là cái phần rất là thú vị khi mà nói về nguồn vốn nhân sự, bởi vì KPI ở đây nó thực sự nó là gì? Nó là cái số đo thể hiện về cái cách thức họ đo được cái hiệu quả, và để xem là cái số đo này, cái kết quả với các số đo này có những thay đổi như thế nào theo thời gian. And this is where I think the reader
of the integrated report gets very useful information for decision making, because these measures can give a picture of how the organisation is performing in this important area of human capital. Và tôi nghĩ rằng là cái kết quả của cái thước đo này sẽ là một cái thông tin rất là bổ ích và tốt cho ban lãnh đạo của công ty khi mà họ nhìn vào báo cáo tích hợp, bởi vì là cho đến cùng thì cái thước đo này nó thể hiện hiệu quả của hoạt động nhân sự, mà ở đây nhân sự được coi là một nguồn vốn của doanh nghiệp. So to give an example from this slide, if you look at the retention rate of employees, which is about halfway down the retention rate, you'll see that in 2014 it was about 89.7%, and it increased to 91.4% in the following year. Nếu mà quý vị nhìn vào cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ giữ chân nhân viên thì chúng ta có thể thấy rằng là tỷ lệ giữ chân nhân viên trong giai đoạn năm 2014-15 là 89% và đến năm giai đoạn 2015-16 thì là đã có cái sự tăng là 91%. So this is very useful for decision making, because if I saw that the employee retention rate for the firm was going down at a dramatic rate rather than up, then that could be a signal to me that the company is struggling to retain good employees, and that may lead to problems in the future for the company. Và từ góc độ quản trị thì là một người lãnh đạo thì tôi, nếu mà tôi là người lãnh đạo doanh nghiệp, tôi sẽ nhìn vào cái con số này và tôi có thể thấy rằng là nếu như mà tỷ lệ giữ chân nhân viên từ năm này qua năm khác nó có cái sự sụt giảm thì điều đó thể hiện là gì ạ? Chúng ta không giữ được người giỏi trong tổ chức, và những người giỏi đang dần dần rời khỏi tổ chức, và điều đó nó sẽ khiến chúng ta phải nghĩ đến một cách nào đó để chúng ta giữ được cái nguồn vốn này. So this is really one of the great benefits of integrated reporting, is that we're getting data about the company that we never used to get under traditional financial statements. And this is very important data for us to evaluate the future prospects of the company. Quý vị thấy rằng là với những cái thông tin như thế này thì các hình thức báo cáo tài chính truyền thống không thể nào cung cấp cho chúng ta được. Và đây chính là cái điểm mà gọi là lợi thế của báo cáo tích hợp, bởi vì nó cho chúng ta thấy được bức tranh tổng thể và giúp chúng ta nhìn được về phía tương lai. So now that I've given you an example, I want to move on to discussing some potential benefits of integrated reporting as envisaged by people who have helped devise integrated reporting. And the first one is forward-looking information. Và như vậy là tôi đã trình bày về một ví dụ đối với một báo cáo tích hợp, và bây giờ tôi xin nói về phần gọi là những lợi ích. Thì cái lợi ích đầu tiên có thể nói đến ở đây đó chính là cung cấp được thông tin và mang tính dự báo. So the example that I just gave you with the employee retention rates is an example of forward-looking information that you wouldn't have got under traditional financial statements. Vâng, thế thì cụ thể như là cái ví dụ chúng ta vừa nói đến về tỷ lệ gọi là giữ chân nhân viên thì có thể thấy rằng là đó là một con số mà giúp chúng ta dự báo được tương lai, và nếu mà chúng ta sử dụng báo cáo tài chính truyền thống thì sẽ không có được thông tin này. Another perceived advantage of integrated reporting is it may demonstrate how organizations create and sustain value. Và cái lợi ích thứ hai của báo cáo tích hợp là nó giúp chúng ta thấy được cách thức mà tổ chức tạo lập và duy trì bền vững các cái giá trị mà họ đã tạo lập được. It also may help reduce the reputational risk to the company and enable the company to make better financial and non-financial decisions. Báo cáo tích hợp cũng giúp các tổ chức giảm được rủi ro danh tiếng, và từ đó thì giúp các công ty đưa ra các quyết định tài chính và phi tài chính hiệu quả hơn. Another advantage is it may break down operational and reporting silos in the organizations, because it forces people from different parts of the organization to work together to produce this information and then to act upon this information. Quý vị thấy rằng là với cái ví dụ tôi vừa trình bày, tức là
để mà ra được một cái báo cáo thích hợp như này nó đòi hỏi các bộ phận liên quan trong tổ chức, các khối khác nhau trong tổ chức có cái sự trao đổi thông tin và chia sẻ thông tin, và như vậy thì nó sẽ giúp cho các tổ chức phá vỡ được cái cách vận hành mà giống như chúng ta gọi là cách vận hành theo từng ốc đảo hay là theo silo từ trước đến nay, tức là không có cái sự giao tiếp giữa các khối khác nhau. Thì với cách làm như thế này thì họ sẽ phá vỡ được cái cách vận hành mà tách biệt riêng theo từng khối như trước đây. It may lead to improved systems and processes within the organization. Một trong những cái lợi ích rất là lớn và chủ yếu ở đây đó là nó giúp cho việc cải thiện hệ thống và quy trình của tổ chức. And perhaps most importantly, it may help drive the organization towards more sustainable outcomes. Và quan trọng hơn là bạn có thích hợp có thể giúp một tổ chức hướng đến các kết quả bền vững hơn. It also may help in better decision making, particularly resource allocation. Và bạn có thích hợp cũng giúp cho ban lãnh đạo tổ chức hay công ty đưa ra hoặc là cải thiện cái quá trình ra quyết định với việc rất là liên quan đến việc phân bổ nguồn lực. But it's not all good news. There are some potential issues with integrated reporting. Và nhưng mà câu chuyện về báo cáo tích hợp thì không phải chỉ toàn là những gọi là viễn cảnh tươi đẹp, mà nó cũng có một số những khó khăn nhất định. One of the criticisms is that it's been seen to focus too much on the financial capital providers and not enough on other stakeholders. Thế thì một trong những cái gọi vấn đề ở đây đó là có rất là nhiều cái lời phê phán rằng là báo cáo tích hợp thì tập trung quá nhiều vào việc đáp ứng yêu cầu của các cái bên cấp vốn tài chính mà chưa đã đáp ứng được nhu cầu của các cái bên liên quan chủ chốt, các bên có lợi ích liên quan chủ chốt khác. Another criticism is it tends to be targeted at the large publicly listed companies rather than small to medium sized companies. Một lời gọi là băn khoăn hoặc là phê phán thứ hai đối với các báo cáo tích hợp là nó hướng đến việc phục vụ các công ty lớn, các công ty niêm yết nhiều hơn và sẽ không thuận tiện hoặc là không hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. It's also criticized for being somewhat subjective in terms of some of the capitals and the concepts behind some of the capitals. Và cũng có những cái phàn nàn hoặc là phê phán về việc là những cái khái niệm về 6 loại vốn thì những cái khái niệm đưa ra trong báo cáo tích hợp là khá là chủ quan. Another issue with it is how do we audit this information? Và một vấn đề đây nữa đó là vấn đề làm thế nào được để mà có thể kiểm toán được báo cáo tích hợp. Much of this data provided under integrated reporting is not clearly traditional financial data, and therefore how we can reliably focus on the different items to see whether they are accurate is a big issue at the moment with integrated reporting. Quý vị thấy là đối với báo cáo tích hợp thì những cái thông tin trình bày trong báo cáo tích hợp nó không giống hoặc là nó không đơn thuần chỉ là những cái thông tin về tài chính như trong các báo cáo truyền thống trước đây. Thế thì để làm sao để mà chúng ta có thể kiểm toán hoặc là đánh giá được cái tính chính xác của những thông tin được trình bày trong báo cáo đó thì cũng là một thách thức rất là lớn. So because we don't at the moment tend to see fully audited integrated reporting, this does cause questions about whether in the future more firms will adopt integrated reporting properly and do it accurately. Với cái việc là có một cái thách thức trong cái việc kiểm toán các báo cáo tích hợp như thế thì nó sẽ dẫn đến một cái băn khoăn, một cái quan ngại rằng là không biết là trong thời gian tới thì các doanh nghiệp lớn, các tổ chức lớn có áp dụng, có sử dụng báo cáo tích hợp và sử dụng nó một cách đúng đắn và hiệu quả hay không? Because we have integrated reporting being adopted around the world, obviously there is some optimism. However, at this stage, it is very much a voluntary exercise in most countries. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là báo cáo tích hợp đã và đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn trên khắp thế giới, thì đó là một cái dấu hiệu tích cực.
và dấu hiệu cho thấy là nó có triển vọng. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì việc áp dụng báo cáo thích hợp hay không nó cũng ở hầu hết các quốc gia thì nó vẫn là một cái sự lựa chọn chứ không phải là bắt buộc. Some of the world's most famous and largest companies have now adopted on a voluntary basis elements of integrated reporting. Và ở một số các quốc gia thì họ cũng đã đưa ra khái niệm báo cáo tích hợp này và họ cho phép các tổ chức, các doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một cách linh hoạt, tức là áp dụng toàn bộ hoặc là một số phần trong nội dung báo cáo tích hợp. However, it is not mandatory in any country at the moment except for South Africa. Và hiện nay thì trên thế giới báo cáo tích hợp thì không phải là một loại báo cáo bắt buộc trừ ở nước là Nam Phi. It is the hope of the Integrated Reporting Council that over time many other countries will move to mandate integrated reporting. Và Ủy ban báo cáo tích hợp quốc tế cũng có hy vọng rằng là trong tương lai thì sẽ có nhiều quốc gia sẽ có những cái động thái kiên quyết hơn trong việc là áp dụng báo cáo tích hợp. Given we are at a CMA event, it would be a good idea for me to give some management accounting implications of integrated reporting. Thế thì bởi vì hôm nay chúng ta đang ở trong một sự kiện của CMA Australia nên tôi nghĩ là chúng ta cũng mọi người cũng sẽ quan tâm để mà xem là với một cái báo cáo tích hợp như thế thì việc báo cáo quản trị hoặc là kế toán quản trị sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào. What we would hope is that if integrated reporting is working effectively, then it will drive change in practice. Và điều mà chúng tôi hy vọng rằng là với những cái hiệu quả mà báo cáo và tích hợp mang lại thì khi mà áp dụng thì nó sẽ tạo ra những cái thay đổi tích cực. At the moment, the limited research into integrated reporting has yet to find evidence that it is driving change in practice. Thế thì ở đây thì cho đến thời điểm hiện tại thì với những cái nghiên cứu cũng còn rất là hạn chế về hiệu quả của báo cáo tích cực thì cũng chưa thấy rằng là chỉ có một ít bằng chứng cho thấy rằng là nó có thể mang lại những cái hiệu quả trên thực tế. An example of this research is a study by Stubbs and Higgins 2 years ago where they interviewed organizations who were implementing integrated reporting. Thế thì một trong những nghiên cứu ít ỏi đó chính là nghiên cứu của Stubbs và Higgins trong năm 2014 và họ sử dụng các cuộc phỏng vấn với các tổ chức để tìm hiểu về tác động của báo cáo tích cực. They found that there was no evidence to date that the adoption of integrated reporting for the companies in their sample were changing the underlying DNA of their organization. Và những cái phát hiện của nghiên cứu này thì đó là họ thấy rằng là cho đến nay thì vẫn chưa thấy có một bằng chứng nào cho thấy rằng là việc áp dụng các báo cáo tích hợp sẽ gây ra khó khăn hoặc là tạo ra những thay đổi đối với DNA của một tổ chức. They also concluded that there was no evidence to date that integrated reporting initiatives led to changes in the intangible elements of the organization, things like the core beliefs, the mission, the values. Và họ báo cáo này cũng đưa ra cái kết luận rằng là không có một bằng chứng nào cho thấy rằng là việc áp dụng các sáng kiến để báo cáo tích hợp sẽ dẫn đến thay đổi những cái yếu tố, những cái giá trị vô hình của tổ chức như là giá trị cốt lõi hay là niềm tin hay là những tiêu chuẩn hoặc là sứ mệnh của tổ chức. I also did not find any evidence that the move to integrated reporting had resulted in a people-centered and environment-centered organization, which is what we would hope to see under such a regime. Ngoài ra thì cũng báo cáo một cái nghiên cứu trên cũng đưa ra một kết luận là không có bằng chứng nào về việc là khi mà sử dụng các báo cáo tích hợp thì các tổ chức sẽ gọi là đặt trọng tâm vào vấn đề con người và môi trường với sự tập trung và trách nhiệm của người quản lý.
But there is some good news. They did find some evidence that cross-functional teams were forming to gather this information, and that this was resulting in a broadening out of stakeholders and constituencies in the reporting process. Và tuy nhiên thì báo cáo này cũng đã đưa ra một số các cái bằng chứng về việc là khi mà thực hiện báo cáo tích hợp thì sẽ phải thành lập các cái nhóm gọi là các nhóm liên phòng ban hoặc là các cái tổ công tác liên phòng ban, thì điều đó nó cũng sẽ tác động đến việc mở rộng trách nhiệm với các đối tượng liên quan đến nhau trong quá trình báo cáo. Another study in very recent times, this just came out this year, was by Haj and Hossein, and they looked at South Africa being the first country to mandate the integrated reporting. Và một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu năm mới đây, năm 2016 của Haji và Hossein, là tại một cái tổ chức, tại một quốc gia mà như tôi đã nói ở trên là quốc gia đầu tiên áp dụng yêu cầu bắt buộc đối với báo cáo tích hợp. They found that there was no improvement in the underlying substance of the reports, even though the terminology of integrated reporting, such as the six capitals, had been adopted by firms. Và họ cho rằng là không có sự cải thiện trong bản chất cơ bản của các báo cáo tổ chức, mặc dù là thuật ngữ, tức là ở đây là sáu cái dòng vốn theo báo cáo tích hợp thì đã được sử dụng tại các công ty này. They felt that much of what they read when they analysed the integrated reports in South Africa was designed merely to enhance the corporate reputation and legitimacy of the organisation. Và họ thấy rằng là khi họ nghiên cứu các báo cáo tích hợp tại Nam Phi, là nước mà yêu cầu áp dụng báo cáo tích hợp là bắt buộc ạ, thì họ thấy rằng là cách trình bày thông tin, cách cách cơ cấu thông tin nó giúp tăng được cái uy tín cũng như là cái hiệu quả đánh giá báo cáo của các tổ chức. So what we can conclude from the research, very limited research to date into integrated reporting, is that although it's been adopted by large organisations across the world on a voluntary basis, we are yet to see it have a meaningful impact at the organisational level in terms of enhancing their focus or changing their focus towards more sustainable values and measures. Thì qua những báo cái nghiên cứu rất là ít ỏi như vậy thì chúng ta có thể kết luận là gì? Mặc dù là báo cáo tích hợp đã được áp dụng tại nhiều tổ chức lớn trên thế giới, thì tuy nhiên cũng chưa thấy những cái bằng chứng đủ mạnh để cho thấy rằng là việc áp dụng các báo cáo tài chính, báo cáo tích hợp thì giúp các tổ chức chú trọng nhiều hơn vào các cái giá trị bền vững hay là các sứ mệnh bền vững. It is hoped that as time goes on and integrated reporting becomes better understood and more widely practiced, that it will have a greater impact at the operational and decision-making end of the organization. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là cùng với thời gian khi mà báo cáo tích hợp được sử dụng nhiều hơn và được sử dụng nhuần nhuyễn hơn, hiệu quả hơn, thì nó sẽ mang lại những cái hiệu quả to lớn hơn trong quá trình ra quyết định cũng như là tăng hiệu quả vận hành của tổ chức. The last thing I wanted to talk about this morning was how we could further improve integrated reporting, and one idea that we have at the CMAs is to bring in the concepts of the balanced scorecard and use them in combination with the traditional integrated reporting framework. Và một điểm nữa mà tôi muốn nói, một trong điểm cuối cùng tôi muốn nói đến ở đây, đó chính là đối với CMA Australia của chúng tôi, thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc làm sao mà chúng ta áp dụng được những cái hiệu quả có được, tức là chúng ta tận dụng được những cái hiệu quả có được từ báo cáo tích hợp này, thì chúng tôi đã đưa ra một ý tưởng ở đây, đó là sử dụng báo cáo tài chính truyền thống kết hợp với một cái gọi là thẻ điểm cân bằng. Now the diagram I've got up there may look familiar to many of you in studying the balanced scorecard, because these are the four elements of the balanced scorecard: the financial perspective, the customer perspective,
the innovation and learning perspective and the internal business perspective. Và các anh chị đã tham gia vào chương trình đào tạo của CMA Australia chắc là nhìn thấy biểu đồ này cũng thấy là quen thuộc. Ở đây thì cái thẻ điểm cân bằng nó sẽ dựa trên bốn cái trụ cột, đó là về tài chính, về khách hàng, về đổi mới và học tập và về gọi là quan điểm kinh doanh nội bộ. So what we could do is take these four perspectives from the balance scorecard and the goals and the measures that develop from each of the four and combine that with the integrated reporting six capitals to create a balanced scorecard approach to integrated reporting. So this is what it might look like. Và cái mà chúng tôi làm ở đây thì chúng tôi đề xuất là chúng ta sẽ đối với mỗi một cái trụ cột ở đây thì chúng ta sẽ xây dựng các cái mục tiêu cũng như là các cái thước đo, và sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp với báo cáo tích hợp kết hợp với 6 cái yếu tố vốn của báo cáo tích hợp để mà tạo ra một cái sự kết hợp, trong đó chúng ta sử dụng cái điểm cân bằng và báo cáo tích hợp. So this is what it would look like. You've got the six capitals there. And we're using the goals and measures from the balanced scorecard for each of these six capitals. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là 6 loại vốn trong báo cáo tích hợp được trình bày ở đây, và đối với mỗi một cấu phần này, mỗi một loại vốn này thì chúng ta sẽ áp dụng các mục tiêu và các cái thước đo đã được đề ra trong cái bảng là trong cái thẻ điểm cân bằng. A second innovation, if you like, that we think at the CMAs could be useful in further improving integrated reporting is to include judgment ratings of the integrated reporting of the company. Và một điểm nữa mà chúng tôi cũng nghĩ đến việc có thể áp dụng ở đây đó chính là áp dụng cái gọi là cái trọng số để mà đánh giá cái So what we're looking to do is try and come up with a score, a judgment rating on how well the integrated reporting is being prepared. Vâng, thế thì một cái sáng kiến nếu mà chúng tôi cũng đang hướng đến ở đây là làm sao để mà chúng ta có thể đưa ra một cái gọi là cái kết quả đánh giá có điều chỉnh đối với các hiệu quả về 6 cái nguồn vốn trong báo cáo tích cực. So what we mean by a judge rating is that an independent judge or group of judges would analyze an integrated report and come up with a score for each of the six capitals based on their assessment of how useful and how well put together that discussion and the strategy and also the outcomes were relating to that capital. Thì đánh giá có điều chỉnh ở đây có nghĩa là gì? Chúng tôi sẽ thực hiện một cái đánh giá từ bên thứ ba độc lập đối với 6 loại vốn nói trên, và để đánh giá xem là đưa ra những cái đánh giá độc lập xem là những cái loại vốn đó đã được sử dụng hiệu quả như thế nào. So we call this a 5-star reporting index, and we developed it at CMA, and the idea is if you are doing a really good job of your integrated reporting, then you would get 5 stars. CMA chúng tôi đã xây dựng lên một cái gọi là khuôn khổ đánh giá 5 sao đối với báo cáo tích hợp, và cái ý tưởng ở đây rằng là đối với một báo cáo tích hợp mà có hiệu quả rất là tốt mà thì sẽ được đánh giá ở cái hạng 5 sao. I'll just move forward a bit because we're running out of time. But this slide here is giving an example
of what this might look like. And what we've got here is a list of Australian companies, and for each one of them we've given a score out of 5 for reporting on different aspects of the organisation. So for example, the financial, the environmental, the social. Và ở đây là một cái ví dụ, tôi chỉ xin nói nhanh, chúng ta không cần nhiều thời gian. Đây là liệt kê các cái công ty ở Úc mà sử dụng báo cáo tích hợp. Và đối với mỗi một cái gọi là cái phương diện hoạt động của công ty thì ở đây sẽ có đánh giá theo từng sao. Tức là đối với mỗi một phương diện thì sẽ đánh giá theo cái số lượng sao, tùy theo vào cái gọi là cái hiệu quả của cái phần đó. So if you look at the list there, there are a small number of companies that have got 4 stars, which means that they've got very good reporting. But then there are some that have only got 2 stars. And so this is giving the reader an idea as to how well the integrated report is being put together by these different companies. Và nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là có một vài công ty được 4 sao, nhưng cũng có những công ty chỉ được 2 sao thôi, thì cái này nó giống như là hệ thống radar cho phép chúng ta đánh giá được hiệu quả hoạt động của các công ty. So essentially this is helping inform the reader about the different opportunities and the different performances of the companies, and so that this rating could be used in conjunction with the reader's own analysis of the integrated report to get a picture of how the company is performing and the quality of its integrated reporting. Thế thì với cái hệ thống báo cáo gọi là cái khuôn khổ đánh giá 5 sao này thì chúng ta có thể kết hợp sử dụng với cái kết quả của báo cáo tích hợp, và chúng ta có thể thấy rằng là một công ty nào đó thì đang hoạt động như thế nào và có thể có những cơ hội cải thiện ra làm sao. So for example, if we're looking at the environmental performance of the company, if the company was able to provide data of actual outcomes in how they've helped improve the environment, such as perhaps reduction of waste or reduction of greenhouse emissions, then that company would get a higher score, a higher number of stars, than a company who could not provide that sort of outcome-based information. Ví dụ minh họa là như này, chúng ta có 2 công ty mà hoạt động mà có ảnh hưởng đến môi trường, thế thì cái công ty nào mà có thể cung cấp những thông tin và lượng hóa được những thông tin về việc là họ giúp làm giảm lượng khí phát thải nhà kính hay là giảm cái lượng rác thải phát ra, thì nó sẽ được đánh giá nhiều sao hơn so với công ty mà không thể cung cấp những thông tin này. So that concludes my presentation. Essentially we feel that integrated reporting is an exciting development, but it still has a long way to go. It still needs a lot of improvement, and hopefully I've given some ways forward today as to how we might try and improve it further. So thank you for your attention. Báo cáo tích hợp là một cái hình thức báo cáo nó rất thú vị và nó rất là nhiều tiềm năng. Tuy nhiên thì chắc là cũng còn đang trong giai đoạn tiến triển và hình thành dần dần. Và chúng tôi muốn trình bày ở đây để quý vị có một cái nhìn tổng quan và có thể có những cân nhắc xem là trong tương lai mình sẽ muốn áp dụng một cái loại báo cáo như thế nào. Xin cảm ơn. Thank you. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư, và tôi tin rằng là sau những chia sẻ của giáo sư thì tất cả quý vị ở đây đều hiểu hơn về viện kế toán quản trị công trình Úc, phải không ạ? Professor Brendan had to run to the airport. He has a flight to catch at 12:30, so I hope he makes it. But I have plenty of time. Okay, I have the whole day tomorrow, so I'm going to take it a little slower than Professor Brendan did. Okay. Now I have some very, very important people here, people from who are doing accounting standards in Vietnam, in Australia. Professor Nick McCruskey is here.
and many others who are into auditing and accounting. Vâng, xin chào quý vị. Và sáng nay thì chúng ta đã có phần trình bày của giáo sư Brandon và ông có một chuyến bay lúc 12:30 nên là ông hơi vội một chút. Tin sáng em rất là trình bày. Nhưng mà tôi thì anh nhắn tin em rồi. Tôi có rất là nhiều thời gian. Tôi sẽ xin đi trình bày chậm hơn một chút. Nhắn tin và em hôm nay chúng ta ở đây có rất là nhiều người có vai trò rất quan trọng đối với nghề kế toán kiểm toán. Có những người chuyên về xây dựng các cái tiêu chuẩn kế toán kiểm toán. Có những người hoạt động trong nghề cả ở Việt Nam và ở Australia. Given that there are so many people in financial accounting and auditing in this audience, I hope I don't make them angry today if I have what to say. Thế thì bởi vì tôi biết rằng là hôm nay có rất là nhiều cái đề ở đây và tôi cũng hy vọng là những gì tôi nói sẽ không làm cho quý vị cảm thấy là nó quá nhàm chán. Because what I'm going to say today is that technology is going to disrupt a lot of the work that they are doing and may even lead to some concern about their future. Trọng tâm của bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay sẽ là về vấn đề công nghệ. Với sự phát triển về mặt công nghệ hiện nay thì có những cái sự thay đổi như thế nào và cũng tác động như thế nào đến cái nghề kế toán kiểm toán. Okay, so let's start. This is medicine in the 19th century, which is actually the 1800s. Okay, medicine in the 1800s. You can see that they use heroin, a drug. They use leeches on their hair, and so on in medicine 150 to 200 years ago. Thế thì ở đây quý vị thấy rằng là đây là dược phẩm trong những năm thế kỷ 18. Là ở đây quý vị thấy rằng là hồi đấy cũng đã sử dụng cái gì ạ? Heroin ạ. Rồi là các cái loại thuốc, rồi cái cách điều trị mà đến bây giờ thì không được phép. Today this is medicine. I don't have to explain. Đây là cái y tế hay là cái ngành công nghệ chăm sóc sức khỏe ngày nay, tôi không cần phải giải thích nhiều nữa. Significant advances have been done in medicine today. Và quý vị thấy rằng là đã có rất là nhiều tiến bộ về cái công nghệ về y học đã được đưa vào trong thế giới ngày nay. We have even gone down to the DNA of humans and we can even modify DNA. Chúng ta đã đi đến cái bước là chúng ta nghiên cứu về DNA của cơ thể con người và thậm chí chúng ta còn có thể sửa đổi cả cái DNA đấy. This is engineering in the 1800s. Đây là công nghệ trong năm 1800. This is engineering today. Và bây giờ significant increases in robotics and other things in engineering. Và thế thì con vị thấy là bây giờ công nghệ đã thay đổi như thế nào? Robot rồi tất cả những công nghệ hiện đại khác. Well, let's look at accounting. Let's look at the advances that we have done. Đối với kế toán thì nó sẽ như thế nào? This is accounting in the 1800s. We had a balance sheet in a key account format with assets on one side, liabilities and owner's equity on the other. Thế thì đây là bảng cân đối kế toán trong năm 1800 thì vẫn là cái bảng cân đối kế toán có cái biểu đồ hình chữ T, một bên là tài sản, một bên là công nợ. We have actually made a lot of advances, just like medicine and engineering, because today we have the assets on the top, liabilities and equity under each other. So no longer T account, but one under the other, and that is the advances that we have done. Nếu mà so sánh với sự phát triển về công nghệ hay là về phát triển về y học thì chúng ta sẽ xem là sự phát triển về bảng cân đối kế toán từ trước đến nay như thế nào. Thay vì bảng cân đối kế toán có biểu đồ chữ T, chúng ta có tài sản bây giờ nó ở trên cùng, sau đó thì đến cột nợ và cuối cùng là về vốn chủ sở hữu. Đấy chính là cái tiến bộ của cái ngành kế toán đấy. Of course, some of you might say I'm being unfair, but I'm only concentrating on the audited financial report. Thì một số nhận xét có thể đưa ra rằng là cái này thì cũng không
bằng bởi vì nó cũng không đầy đủ hết. Thế nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là tôi chỉ đang đề cập đến báo cáo tài chính điều kiểm toán. We have made a lot of advances in management accounting with activity-based costing, balance scorecard and so on. But in financial reporting, we are still doing this. Thế thì đối với báo cáo kế toán quản trị hay là các loại báo cáo khác thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều cải tiến. Thế nhưng mà đối với báo cáo tài chính được kiểm toán thì chúng ta đang sử dụng cái phương mẫu như thế này. Okay, now some of you might say, no, we have advanced a lot because we have many, many accounting standards. Một số người có thể nói rằng là không, thực ra thì trong thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã có được rất là nhiều tiến bộ bởi vì chúng ta đã xây dựng lên rất là nhiều cái tiêu chuẩn kiểm toán. In fact, I'll be disclosing my age because when I study, I had to study only three accounting standards. Thế thì thực ra khi mà nói với tôi với quý vị cái câu chuyện này thì thực ra là tôi cũng không muốn nói cái điều này đâu, nhưng mà nói ra này quý vị biết tuổi tôi mất rồi, tức là cái hồi tôi mới học là tôi học kế toán, tôi học theo cái kế toán hình chữ T, tài khoản chữ T. Today we have hundreds of accounting standards, international standards, domestic local standards and so on. Và đến bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều các cái gọi là hàng trăm các tiêu chuẩn kế toán khác nhau, các tiêu chuẩn kế toán quốc tế, rồi tiêu chuẩn kế toán trong nước và rất là nhiều tiêu chuẩn khác nữa. But fundamentally, today the financial reports are based on two primary accounting frameworks called Generally Accepted Accounting Principles or GAAP and International Financial Reporting Standard IFRS. Nhưng mà về cơ bản thì hiện nay báo cáo tài chính được lập trên hai khuôn khổ kế toán cơ bản như sau. Khuôn khổ thứ nhất đó là các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận GAAP, hay là khuôn khổ thứ hai đó là khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. But essentially, because of the complexity in these accounting standards, audits have also becoming extremely time consuming. Và nhưng mà về nói chung ý, tức là thì bởi vì là cái mức độ phức tạp trong các báo cáo tài chính thì nó càng ngày càng tăng lên, cho nên là đối với việc kiểm toán các báo cáo tài chính đó thì nó trở thành một công việc tốn rất là nhiều thời gian và công sức. That I told you the complexity of the primary accounting framework has increased, and therefore there has been a lot of problems with series of disclosures of financial fraudulent financial reporting in major companies over the last two decades. Và một trong những cái gọi là cái nguyên nhân dẫn đến việc là tốn thời gian và công sức như đã nói ở trên là vấn đề về phức tạp, thì ngoài ra còn một nguyên nhân nữa đó là trong hai thập kỷ vừa qua chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái vụ gian lận trong công tác kế toán đã được đưa ra trong tại các tổ chức lớn trên thế giới. Okay, the problem is that the way we present information to our shareholders and other stakeholders have not changed since 1850, as I showed you. Thế thì vấn đề đây là gì? Tức là kể từ năm 1850 đến nay thì cái cách mà chúng ta trình bày các cái báo cáo tài chính thì nó vẫn không thay đổi chút nào. In the industrial era, when the original accounting statements started, the main assets of the company were tangible assets, tangible fixed assets, land, buildings, machinery. Thì trong cái kỷ nguyên công nghiệp thì nó về cái cột tài sản thì các cái tài sản chủ yếu là những tài sản hữu hình như là đất đai, như là máy móc, như là thiết bị. These were the main drivers of business and industry, and therefore they were placed on the financial report as your fixed assets or non-current assets. Và bởi vì đó là những cái tài sản mà là động lực chính cho sự phát triển hay là tạo dựng giá trị của doanh nghiệp, cho nên là trong báo cáo tài chính thì những cái hạng mục này được đặt ngay ở trong cái phần tài sản cố định hoặc là tài sản dài hạn. But today we are in a knowledge economy company. We have knowledge economy with many intangible assets. Assets that you cannot buy. Và nhưng mà bây giờ thì quý vị biết rằng là chúng ta đang ở trong cái thời đại là kinh tế tri thức. Có nghĩa là ở đây có rất là nhiều tài sản vô hình, tức là những cái tài sản không thể sờ vào được, không thể nhìn thấy được. So for example, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Uber, these are all knowledge economy companies. And you will see that Google, for example, its intangible asset, its main asset, is an algorithm, a
equation to research. It is not on their balance sheet. Ví dụ như với Google chẳng hạn thì cái quý vị thấy rằng là đối với Google thì cái tài sản của họ lớn nhất, có giá trị lớn nhất là chính là tài sản vô hình, tức là các cái thuật toán, các cái công thức mã hóa để giúp cho người dùng có thể tìm kiếm các thông tin. If for example Microsoft, Microsoft's market value was once reported to be only, sorry, book value, that is financial statement value, was only 5% of market value. In other words, 95% of Microsoft value was not in the financial reports. Microsoft chẳng hạn đã có những thời điểm mà cái thị giá của Microsoft, tức là đánh giá theo gọi là báo cáo, đánh giá trị đánh giá theo báo cáo thì nó chỉ đạt 5% giá trị thực tế, tức là gì ạ? 95% giá trị của Microsoft là không được thể hiện trên báo cáo. Now if Google purchased Microsoft, then suddenly, because there is a third-party transaction, all of Microsoft's missing intangible asset value would have come into the books as goodwill. Nếu như mà Google mà mua lại Microsoft, thì bởi vì cái giao dịch này sẽ được thực hiện qua một bên thứ ba, thì tất cả những cái tài sản vô hình thì nó sẽ được thể hiện ở cái cục gọi là về cái hạng mục gọi là hạng mục về gọi là goodwill là lợi thương mại. Okay, so the question is, why should there be a third-party transaction for us to recognize goodwill? Is it there or is it not there? Thì câu hỏi đây rằng là thì câu hỏi đây thì sẽ là vì sao lại cần phải có một bên thứ ba ở đây để thực hiện cái giao dịch đó? And now the auditors, some of your auditors, the auditors are stamping Microsoft's balance sheet as true and fair. So it is 95% wrong. Vâng, thế thì nếu như mà kiểm toán viên giả sử mà báo cáo tài chính của Microsoft được kiểm toán bởi một kiểm toán viên nào đấy và họ đánh giá rằng là những cái thông tin trong báo cáo tài chính của Microsoft là đúng và trung thực thì có nghĩa là quyết định của cái kết luận của họ đã sai 95% rồi. I put it that most audited financial statements today are both untrue and unfair. Nên là tôi mới nói rằng là bây giờ nếu như mà đi kiểm toán mà chỉ kiểm toán trên báo cáo tài chính không ấy, thì phần lớn là không đúng và không trung thực. The reason is that auditors want to play it safe by making sure that the number is verifiable, in other words, reliable with a third party transaction. Bởi vì thực sự ở đây là các kiểm toán viên khi mà họ đi kiểm toán thì họ luôn là làm sao để gọi là mình chơi một cách gọi là, tức là họ làm sao phải có một cách làm việc nó an toàn, tức là phải làm sao để chỉ có làm việc dựa trên những cái số liệu mà có thể xác nhận được thông qua một cái bên thứ ba nào đấy. As long as they have followed accounting standard, doesn't matter what they report, they cannot be sued. Tức là họ muốn là làm sao là cứ theo đúng cái tiêu chuẩn mà làm. Thế còn nếu mà đứng miễn là đúng theo tiêu chuẩn của báo cáo kết quả cái kết luận thế nào cũng được, thì cứ đúng tiêu chuẩn thì sẽ không bị kiện. So it doesn't matter what they certify as long as it is according to accounting standard. Thì có nghĩa là họ được chứng nhận theo cái tiêu chuẩn nào cũng được, miễn là theo một cái tiêu chuẩn, thế thì họ sẽ làm đúng theo tiêu chuẩn đấy. Okay, now I'm going to ask you a question and I hope the interpreter can translate this. If I was to show you all a set of accounting numbers, profit and loss account and balance sheet, which number do you immediately focus on? Is it the profit figure or is it the shareholder value figure? Tôi xin có một câu hỏi và tôi hy vọng là cô sẽ dịch, cô sẽ dịch đúng. Tức là đây, nếu mà tôi trình bày quý vị hai cái thông tin, một là thông tin về kết quả kinh doanh và thứ hai là thông tin về báo cáo tài chính, thì quý vị sẽ nhìn vào cái thông tin nào, tức là cái thông tin nào là thông tin mà sẽ làm cho quý vị lập tức chú ý đến ngay lập tức, thông tin về gọi là về giá trị được cho cổ đông hay là thông tin về cái kết quả của công ty. What do you think? I have tried this on many of my students, and the number they focus on is the profit figure. Okay, would you all agree?
Vâng, thế. Wow. Just share with the value person here. Sorry? Cash flow, yes, cash flow is important. But I would say don't need the profit and loss and balance sheet. Most people, they say, has a company made a profit. They don't look, except for this exception, outlier, they don't look at the shareholder value number in the balance sheet. Thế thì câu chuyện mà tôi hay chia sẻ với sinh viên của mình thì là như thế này, tức là phần lớn mọi người khi mà nhìn vào hai cái loại báo cáo, một là báo cáo kết quả kinh doanh, thứ hai là cái báo cáo và cân đối tài sản ấy, thì thường họ đấy rất là tức họ nhìn vào cái báo cáo kết quả kinh doanh, nhìn vào cái kết quả lợi nhuận hơn là nhìn vào cái báo cáo cân đối tài sản. Và đó sự ở đây có một chị thì chị chọn là nhìn vào cái giá trị cổ đông, thì đúng là đặc biệt, còn phần lớn là chúng ta sẽ nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh. Okay, but the auditors spend all their time certifying the shareholder value number. Okay. That's the problem with the audit, is they are trying to say true and fair to a number that hardly any person really focuses much on. Vấn đề ở đây là đối với những người làm kiểm toán thì khi mà họ kiểm toán thì họ chủ yếu họ nhìn vào cái gọi là bảng cân đối kế toán, và như vậy thì là họ đang cố gắng để làm việc trên một cái lĩnh vực mà được mọi người ít chú ý hơn. Okay, so the difference between book value, which is the financial statement value, and the market value, okay, as I told you, enable the auditors to have, they have little option but to rely on the numbers certified as true and fair. So we, as the readers of the accounting statement, we have to believe that this number given by the auditor is correct. We have no option. Thì ở đây thì chính là vì chúng ta có cái sự khác biệt giữa gọi là giá trị thị trường và giá trị sổ sách, tức là giá trị trên báo cáo ấy, thì chính vì vậy mà cái người làm kiểm toán thì khi mà họ làm kiểm toán thì thực ra là họ cũng không có cái lựa chọn nào khác ngoài việc phải cho rằng là những cái báo cáo được trình bày với mình là thông tin đúng và chính xác. Further, if you want to analyze the numbers, you will really have to spend lots and lots of time to analyze a reported number. I am a well-qualified accountant, but I can tell you that it takes me 2 days to properly analyze a set of financial statements and the notes. Thì chính vì vậy mà người đọc báo cáo tài chính thì mất rất là nhiều thời gian để mà gọi là để mà xác minh về cái tính xác thực của các số liệu. Và bản thân tôi là một người làm nghề rất là lâu rồi, nhưng mà khi mà tôi nhìn vào báo tài chính và thuyết minh thì đôi khi tôi phải mất đến 2 ngày để mới xác minh được. This is mainly because audited financial statements are given in paper format in an annual report or as a PDF, which is again almost like paper. Lý do là vì sao ạ? Bởi vì khi mà được kiểm toán làm việc thì những cái thông tin hoặc là những cái báo cáo được trình bày cho họ thì một là được trình bày ở cái dạng bản cứng, bản giấy đã in ra. Ngoài ra thì có thể là bản dạng PDF, nhưng mà PDF thì cũng không khác gì so với bản giấy in cả. There are a few companies around the world that do provide Excel numbers to you on Excel spreadsheet, but these are only numbers, no equations, just numbers. Và một số các công ty thì cũng có cung cấp báo cáo tài chính ở dạng Excel, thế nhưng mà cái bảng Excel đó thì họ không có công thức mà chỉ họ điền chỉ có cái giá trị thôi mà không có công thức. Okay, so once we receive this information on paper PDF format, then we have to rekey all this information. If you want to do analysis into Excel, we have to do the income statement, the balance sheet, the cash flow statement, the notes, everything into Excel with the equations. Thế thì có nghĩa là khi mà chúng ta đi kiểm toán, chúng ta nhận được các cái báo cáo tài chính như thế, có nghĩa là nếu mà muốn phân tích thì chúng ta lại phải nhập lại vào Excel một lần nữa tất cả những cái số liệu từ báo cáo kết quả kinh doanh hay là báo cáo bảng cân đối kế toán hay là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Only then can we do even basic financial analysis. Và chỉ khi nhập vào rồi thì chúng ta mới có thể thực hiện những cái báo gọi là phân tích tài chính cơ bản. Okay, so once we do this in Excel format, then we can do some further analysis, like doing calculating free cash flow and also calculating shareholder value added
and economic value added. Okay. However, to do this, you need to obtain the company's weighted average cost of capital, which is not in the reported accounts. Và khi mà chúng ta đã nhập các cái thông tin ở các báo cáo mà chúng ta có được lên vào Excel rồi thì chúng ta mới có cơ sở để tính dòng tiền tự do và tính hai cái giá trị là giá trị gia tăng cho cổ đông và giá trị kinh tế gia tăng. Nhưng mà để mà tính ra được hai cái giá trị này thì chúng ta lại phải cần tính ra có cái chi phí vốn bình quân, mà cái chi phí vốn bình quân này nó lại không được thể hiện trên báo cáo tài chính mà chúng ta nhận được. Okay. Despite us doing analysis with the annual report and reading to Excel and so on, my point and my main point of this presentation is that we still have to believe in one number given to us by the auditors. We have to believe that number, like a religion. We have to believe that number. Thế thì một cái điểm mà tôi muốn nói lên đây rằng là mặc dù làm tất cả những cái bước đó, thế nhưng mà cái số liệu ban đầu vẫn là cái số liệu mà được cung cấp cho chúng ta trên bản giấy. Và chúng ta phải nhắm mắt mà tin rằng những số liệu đó là số liệu thật, bởi vì là chúng ta không có cách nào khác để mà xác minh được. Chúng ta phải tin giống như là tin vào tôn giáo ấy. Đấy là đúng là mình cứ thế mà mình phải tin thôi ạ. For me, this is too much of a leap of faith. Okay, I cannot believe in just one number, like I cannot believe in just one God. Thế thì đối với tôi thì việc đó nó cũng khó, bởi vì là bây giờ nhắm mắt nào mà tôi bảo tôi là thì tin ông thần nào đó đi thì cũng giống như việc mà bây giờ nhìn cái thố này mà bạn phải tin là đây là số đúng, thì cái đấy cũng rất là khó với tôi. Okay, so what can we do? Even if we were to believe in this one number, remember that this one number can have become with different interpretations of accounting standards. We have United States, the rule-based approach, where you have to follow the rule. But in Europe, the principle-based approach, where essentially, as long as it sort of follows logic and common sense, it is okay. Thế thì thậm chí là cả việc của chúng ta giả định là chúng ta phải tin cái con số đó rồi. Thế thì bản thân cái việc chúng ta tin con số đó rồi, nhưng mà cái con số đó nó lại được hiểu theo có thể là nhiều cách khác nhau. Bởi vì Hoa Kỳ thì vẫn áp dụng phương pháp là kế toán dựa trên quy định, còn châu Âu thì vẫn là áp dụng phương pháp là kế toán dựa trên nguyên tắc. All this variation in the application of rules and principles and different IFRS standards has enabled opportunistic behavior by managers. Và tất cả những cái câu chuyện đó, cái việc là phải tin rồi là có những cái nguyên tắc khác nhau và những cái tiêu chuẩn khác nhau thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống để mà có thể có những cái sự mập mờ và bóp méo số liệu và có những cái hành vi không đúng mực. Let me give you one example and I hope I can make it clear to the interpreter. There is a company that is over 150 years old in Sri Lanka. It purchased land 100 years ago for a factory at $1,000. And today, that company was built near Colombo, Sri Lanka, and Colombo had expanded, just like Hanoi had expanded. And this land is now worth $35 million. The factory has gone, but that land is worth $35 million. But because the directors are saying it is still not going to be held as an investment asset, the auditors have passed it, valuing it at $1,000. Okay, and that is according to accounting standards. Thế thì câu chuyện tôi muốn kể là như thế này. Ở bên Sri Lanka có một công ty và cách đây 150 năm thì công ty đó đã mua một mảnh đất để mà xây dựng nhà máy. Và cái mảnh đất đó cái thời điểm mua là giá trị là $1,000. Và thủ đô Colombo của Sri Lanka cũng giống như Hà Nội của chúng ta ở Việt Nam, thì Hà Nội mở rộng thì thủ đô Colombo cũng mở rộng, giá đất tăng lên. Và bây giờ thì cái mảnh đất đó không còn nhà máy nữa, sau 100 năm nhà máy không còn nữa rồi. Nhưng mà cái mảnh đất đó bây giờ trị giá là $3,500. $3,500 gấp 35 lần giá trị ban đầu. Và ở đây thì ông giám đốc, ông ấy vẫn hăng hăng là cái giá trị của nó khi mà đưa vào báo cáo thì chỉ là $1,000 theo đúng cái giá trị ban đầu mua thôi. Và đó chính là cái sự khác biệt khi mà chúng ta áp dụng các cái tiêu chuẩn khác nhau để nhìn nhận. The directors say it's not going to be held as, it's not for investment.
but it's bare land, okay? And therefore, you can't apply the investment accounting standard, which would have been requiring a 35 million valuation. KPMG passed the accounts at 1,000. Và bởi vì ông Alok nói rằng đó thì không phải là tài sản đầu tư, và như vậy thì không thể áp dụng được các cái tiêu chuẩn kiểm toán đối với tài sản đầu tư. Và trong trường hợp này là công ty kiểm toán là KPMG đã cuối cùng đã xác định cái giá trị tài sản đó là 1.000 đô. By the way, KPMG is my poor firm, so I'm very shocked that they did this, you see. Thì cũng chia sẻ thêm, trước đây thì tôi cũng đã có thời gian làm việc ở KPMG và tôi cũng rất là sốc, xin lỗi, tôi rất là ngạc nhiên khi mà KPMG đưa ra quyết định như vậy. Okay, so you can see, if you use a different standard, we can get a different number. But we are given one number at the end. Vâng, quý vị thấy rằng là khi mà đối với một bức tranh nào đấy chúng ta áp dụng các cái gọi là tiêu chuẩn khác nhau thì chúng ta có thể ra được nhiều con số khác nhau. Thế nhưng mà cuối cùng thì chúng ta chỉ có thể sử dụng một con số mà thôi. Okay. Now, the thing is that the auditors actually go through all the different interpretations of IFRS before they come to this one number. But we have no access to the discussion between auditors and the managers and so on. We have no transparency. Thì ở đây thì kiểm toán viên có thể có sử dụng rất là nhiều cái lăng kính khác nhau để đưa ra được một cái con số nào đấy. Và vấn đề ở đây là chúng ta không có cái sự trao đổi và không có cái sự minh bạch trong cái quá trình trao đổi giữa kiểm toán viên và các cái lãnh đạo của công ty. Today we can actually produce digitized reports with different numbers for different interpretations. It is possible. Thậm chí là bây giờ thì chúng ta có thể đưa ra những cái báo cáo điện tử với những con số khác nhau để phục vụ cho những mục đích khác nhau. But the way auditors behave, they have to give one, two and fair number, so they give us just one number. Thế nhưng mà đối với kiểm toán viên thì cho đến cuối cùng thì họ cũng chỉ có thể đưa ra một con số trung thực và hợp lý thôi, là chỉ một con số mà thôi. Never mind if it's untrue, unfair and irrelevant. Và họ cũng không quan tâm xem là cái đó cho đến cùng thực chất là nó có phải là không đúng với thực tế, không liên quan và không hợp lý hay không. Okay, so the only technological reason why they cannot present multiple numbers is because they're using an outdated format and an outdated requirement for a true and fair bill. Thế thì ở đây thì cái lý do mà khiến các kiểm toán viên không thể trình bày ra được nhiều con số trong một cái bản báo cáo đó là bởi vì họ đã sử dụng cái bộ báo cáo lỗi thời và họ đã sử dụng cái quan điểm đánh giá về việc là trung thực và hợp lý cũng là cái quan điểm không còn phù hợp nữa. Okay, now let's leave accounting. Look at newspapers, print media is dying. Many, many magazines are dying. Bây giờ chúng ta tạm quên câu chuyện báo kế toán đi một chút và nói về câu chuyện báo chí chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng là những tờ báo mà báo giấy trước đây rất phổ biến thì bây giờ cũng đang chết dần trên mỏ. Digital media is increasing rapidly. Digital media. Và báo điện tử thì càng ngày càng tăng nhanh. But today we should consider the annual report as an item of news. Okay. Và trong thế giới hiện nay thì chúng ta cũng cần phải coi báo cáo tài chính cũng giống như là một dạng tin tức. And we have the technology to give the results of alternative policy decisions. Và chúng ta cũng sẽ có thể sử dụng công nghệ để mà sử dụng các cái báo cáo đó cho nhiều cái mục đích hoặc là cho nhiều cái quá trình ra quyết định khác nhau. Okay, so annual reports should go truly digital, not merely Excel without equations, but truly digital that can change like a news changer. Thì ở đây có nghĩa là gì ạ? Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính thường niên cũng cần phải được thể hiện ở cái dạng điện tử và không phải là dạng điện tử mà là Excel không có công thức ạ, mà nó phải thực sự là có cái dạng điện tử thật sự mà có thể thay đổi được. Okay, so let's see what I wish future accounting
reports should look like. Okay. Tôi xin trình bày quý vị về một cái ước mơ của tôi đối với thế giới kế toán trong tương lai. Although this is my wish, there are few people here like, okay, who might resist my change, I don't know. Okay. Tôi xin nói rằng là đây là ước mơ của tôi thôi. Thì có thể là ở dưới đây, có thể anh đây cũng có thể không được cái ước mơ đấy và anh sẽ được thay đổi đi một chút. But I knowing Dr. Nick for a long time, I can say he probably might agree with me. Nhưng bởi vì tôi biết ông có thời gian đã dài rồi và tôi nghĩ rằng có thể ông sẽ đồng ý ý kiến của tôi. Yeah, just done a report with Australian government on these sorts of matters. Thì ông cũng đã từ gần đây thực hiện một cái dự án gọi là hỗ trợ cho chính phủ Australia về các vấn đề của báo cáo. Okay, so let's see what I would like. I would like first the principal statement to be the cash flow statement. Thì đầu tiên tôi muốn có muốn thấy cái gì đầu tiên tôi thấy là cái nguyên tắc đầu tiên chuyện đó chính là cái gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. If you ask many accountants and CFOs what is the one number that they believe in, it is the number on the bank statement as to their cash balance. Vâng, thì khi mà chúng ta hỏi những người làm kế toán, những người làm kiểm toán xem là các anh chị làm nghề thì các con số nào là các con số mà anh chị tin tưởng nhiều nhất, thì họ sẽ trả lời là cái con số thể hiện trong tài khoản ngân hàng là con số chúng tôi tin nhất. You can manipulate cash a little bit by holding bank orders or things, but not too much. Thì thực ra thì người ta cũng có thể có một số các biện pháp để mà làm sao để thay đổi con số về thể hiện về tiền, thế nhưng mà cũng không có nhiều. Okay, now if you want accrual accounting statements, then you should have more than one accrual accounting standard based on many different interpretations. Và nếu chúng ta muốn sử dụng các cái báo cáo tài chính dựa trên cơ sở dấu tích thì chúng ta sẽ phải có những cái nguyên tắc mà ở dựa trên nhiều cái nguyên tắc khác. This may be that you have multiple bottom lines, multiple profit and multiple shareholder value. Và như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều các cái gọi là kết quả về gọi là lợi nhuận và kết quả về giá trị cổ đông khác nhau. Now to make sure we don't have information overload, I would say only have five different interpretations, and that is only if it is very material the difference, and if there is a big change between rules versus principles. Và để tránh cái việc là nhiễu thông tin thì tôi cho rằng lý tưởng là chúng ta không nên có quá nhiều hơn 5 dạng báo cáo tài chính, và nếu mà nhiều hơn như thế chúng ta cần có sự điều chỉnh. And auditors must make sure that the companies don't cherry pick the best 5 reports, but make sure that the 5 are the best interpretation that they have of their company. Và đối với kiểm toán viên thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo chắc chắn rằng là khi mình đến kiểm toán tại một công ty thì công ty sẽ không nhặt ra những báo cáo tài chính nào mà xem như là giống như kiểu như là đẹp đẽ thì vô ra, còn những cái nào mà nó không được tốt đẹp thì chúng ta không trình bày, mà phải đảm bảo rằng là khi mà họ trình bày các báo cáo cho mình để kiểm toán thì nó phải là những cái báo cáo được thể hiện được cái bức tranh toàn thật, bức tranh tổng thể của công ty. Okay, now we have to somehow report in the annual statement market value, because market to book ratio, dividing your market price by book value, is a very useful number for many analysts. Why don't you report it for a listed company? Thế thì ở đây chúng ta nói đến việc là tính các cái giá trị thị giá trên giá trị ghi sổ, thì đây là một cái con số rất là quan trọng để mà đánh giá, và tôi muốn đặt câu hỏi là tại sao mà cái này lại không được đưa vào trong báo cáo tài chính? If you are not a listed company, a private company, we can use EVA or SVA, shareholder value added, to calculate the market value of the company. Okay. Tôi đang nói là nó với các công ty niêm yết ạ. Còn nếu như mà đối với các công ty mà không niêm yết thì chúng ta có thể sử dụng giá trị cổ đông để chúng ta có thể tính toán ra được cái giá trị thì giá trên giá trị ghi sổ. Next, intangible assets. Those 95% of Microsoft that is not in the financial statement, I would put it in the report. And the simple way to do it is market value minus book value is intangible asset value. Tiếp theo là một cái điều mà tôi muốn thấy, đó là
định giá tài sản vô hình giống như là câu chuyện của Microsoft, 95% tài sản vô hình của họ không được thể hiện trên báo cáo, thì tôi muốn là cái giá trị đó phải được thể hiện trên báo cáo và nó được thể hiện bằng chênh lệch giữa giá trị thị trường và trị ghi sổ và giá trị ghi sổ. Now there are many models available for valuing intangible assets, but these are still to be proved. The simple one is market value minus book value. Thực ra là để mà định giá được cái gọi là tài sản vô hình thì cũng còn có rất là nhiều cái mô hình khác nhau và cũng cần có sự kiểm chứng, nhưng mà cái cách đơn giản nhất đó chính là chúng ta lấy cái sự lấy giá trị thị trường trừ đi giá trị ghi sổ. And finally, I would like to see the cost of capital reported. Now you can calculate cost of capital from the financial data, but it is difficult. For us, it is much easier if the auditors tell us on balance sheet day what is the cost of capital. Thế thì cuối cùng là một cái điểm mà tôi muốn thấy được ở trong báo cáo tài chính đó là chi phí vốn. Và ở đây thì tôi muốn thấy rằng là các báo kiểm toán viên khi mà đi kiểm toán thì có thể nhìn vào báo cáo tài chính và có thể nói được là cái chi phí vốn là bao nhiêu. Okay, so what I'm saying is, although we have a statutory requirement to give a single, true and fair view, our legislators amongst you must work towards giving us the possibility of multiple true and fair views. Thế thì ở đây thì điều tôi muốn nói là gì? Theo quy định từ trước đến giờ thì kiểm toán viên vẫn phải đưa ra một cái đánh giá gọi là trung thực và hợp lý. Và ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao là với tất cả sự tham gia của những người làm chính sách ở đây thì có thể làm thế nào đấy để chúng ta có thể có một cái nhìn đa chiều hơn về gọi là đánh giá trung thực và hợp lý. Okay, so where does this leave the auditors? The auditors must still do the planning and risk assessment, internal control testing, and other substantive procedures. Và đối với kiểm toán, những người làm kiểm toán thì sao ạ? Họ có thể áp dụng phương pháp kiểm toán mới và theo đó thì họ chỉ cần là lập kế hoạch và đánh giá rủi ro, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện các cái công tác gọi là đánh giá cơ bản. But they must be open to giving us, after they completed those basic audit stages, to giving us multiple true and fair views presented digitally to us. Và tôi cũng muốn rằng kiểm toán viên sau khi mà đã thực hiện công việc của mình thì có thể trình bày cho chúng ta những cái gọi là cái kết quả ở cái dạng Excel và có công thức và đưa ra một cái nhìn khách quan, chính xác và hợp lý ở cái góc độ là đa chiều. Okay, now this part of my presentation, you might think that Professor Janek has gone mad. Tôi cũng hy vọng là đến cái phần này thì mọi người cũng sẽ không tự đặt câu hỏi đầu mình là cái ông Janek này ông có bị làm sao không khi mà đưa ra những thông tin này. But please indulge and listen to me what I'm trying to say. Nhưng mà xin hãy kiên nhẫn với tôi một chút ạ. Okay, what I'm saying is that today we are presented with lots of numbers, and for many, many of us, including qualified people like myself, it's very difficult to understand the nature of the numbers. Thì tôi muốn nói rằng là gì ạ? Cho đến nay, cái quá trình làm việc của những người làm kế toán, chúng ta trình bày quá nhiều về mặt con số, và với những người, kể cả những người có rất là nhiều năm kinh nghiệm như tờ tôi chẳng hạn, thì khi mà nhìn vào con số thì cũng rất là khó để có thể nói lên được cái bản chất của con số đó là gì. But if you can, next to the number, put the emoticon, immediate understanding is there, not only for accountants, but for any readers, especially in small and medium enterprises. So here is bad result, okay, good, very good, and excellent, like the organization of this symposium. Thế thì tôi mới nghĩ là tại sao chúng ta không thể đưa ra những cái biểu tượng cảm xúc như thế này để mà thể hiện được cái ý kiến của mình đối với báo cáo, ví dụ như là từ cái điểm là bắt đầu là không tốt đến tạm được đến tốt, rất tốt và tuyệt vời, thì cái biểu tượng cảm xúc này nó cũng giống như là thật ra nó cũng giống như là cái vẻ mặt của mọi người hiện nay trong văn phòng này đang nhìn vào tôi vậy. Now, this is not my thinking. This is from a lot of research in the communication literature, indicating that a picture like this is worth
10,000 numbers. Thì thực ra là ý tưởng này không phải là ý tưởng của tôi mà nó là kết quả nghiên cứu của các công ty, các cái hãng làm về truyền thông, và họ đã đưa đến cái kết luận rằng là những cái hình ảnh như thế này nó có thể có giá trị bằng cả nghìn lời nói, à xin lỗi, bằng nghìn con số. Okay, so have a look at this set of financial statements. Okay, absorb it, 5 years, and have a look at this profit and loss account. And now I'm putting an emoticon next to it. Okay, I don't think it's over here. Okay, it's there, right? And you can see. Any reader, especially a non-accountant, from a small and business enterprise, will say, profit not so good, and so on. You can see that there are certain emoticons attached. Let's look at the balance sheet. Again, lots and lots of numbers, but this says that your stock was okay. Okay, your current liabilities and so on, you put a smiling face against certain numbers. Thì anh chị, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn vào một cái báo cáo như thế này, và những người, đặc biệt là những người làm lãnh đạo hoặc là những người mà không có chuyên môn sâu về kiểm toán kế toán, thì có thể với những cái biểu tượng mặt cười như thế này có thể nhanh chóng có được một cái đánh giá rất là nhanh xem là cái vấn đề về lợi nhuận hay là lợi ngắn hạn, lợi dài hạn như thế này là nó có ổn hay không. Now some of you might have, by the way, here is a bad one. This is showing that your debt equity ratio is not very good. Your bond debt is not very good. Thì ở đây thì là cái chỗ này là cái mặt nó khóc ạ, cái mặt nó mèo mèo thế này, tức là cái tỷ lệ liabilities, long term liabilities. Tức là cái phần nền nợ dài hạn ở đây nó không được tốt. Okay, now some of you might say, hey, we auditors cannot give an opinion about a number. We only give the number, but not an opinion about the number, except that one last number, which is a true and fair view. Okay, that it might be increasing the auditor's skill set. They don't have the skills to give these emoticons. Vâng, thế thì quý vị có thể nói rằng là đối với kiểm toán viên thì họ không có trách nhiệm phải đưa ra cái ý kiến đối với con số của họ, thì là đưa ra con số thôi, trừ cái đánh giá cuối cùng là trung thực và hợp lý. Thế nhưng mà tôi cho rằng là ở đây chúng ta sẽ cần phải tăng năng lực của người làm kiểm toán lên để làm sao để họ có thể đưa ra những cái biểu tượng mặt cười trong báo cáo đó. But less subjectivity is possible if you convert these numbers into ratios, okay, to do inter-firm comparisons. Ở đây thì cái việc là đánh giá mang tính gọi là chủ quan sẽ được gọi là giảm nhẹ bớt đi khi mà chúng ta thay vào đó thay các biểu tượng cảm xúc bằng các cái chỉ số. Okay, so let's look at a set of financial ratios with that same accounting number that I gave you. This is, makes it a little bit easier for qualified people to understand what these ratios mean. But you can see immediately that if I put an emoticon against it, okay, you will see that profitability was okay, but liquidity was a problem, and solvency was really problematic. Okay, immediately all of you have understood the numbers. Okay, and just imagine a small entrepreneur being given advice by the accountant. Now we're putting a emoticon against it. Immediate understanding of the number. Vâng, đây là một cái bảng các chỉ số tài chính mà ở đây chúng ta vào là những người trong nghề rồi, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu rất là nhanh và chúng ta hiểu ý nghĩa của nó. Ví dụ như là thanh khoản hay là nợ gì như thế nào đang không được tốt. Nhưng mà chúng ta hình dung là một người làm một doanh nhân hay là một chủ một doanh nghiệp nhỏ, khi mà được kiểm toán viên đưa ra một cái bảng tính toán như này, mà nếu mà có thêm các cái biểu tượng cảm xúc vào thì có thể là người ta sẽ hiểu cái bảng này một cách nhanh chóng hơn. Yes, true. The comment is very, very good.
The intangible assets, total assets in this particular set of financial statements is mainly your goodwill, okay? But in a digitized world, if you are reporting the difference between market value and book value as intangible assets, actually having so much of intangible assets is very good, so that could be a happy face in a knowledge economy company. Thế thì anh đưa ra một cái nhận xét ở cái dòng cuối cùng, tức là giá trị tài sản vô hình trên tổng tài sản là đây là biểu tượng là mặt khóc. Thế nhưng mà thực ra thì như đã nói ở trên, trong một cái thế giới hiện đại mà nó dựa vào nhiều công nghệ, thì chúng ta thấy rằng là các cái giá tài sản vô hình hay là các lợi thế thương mại khi mà nó cao như vậy thì có thể nó thì chưa chắc nó là một điều không tốt, mà có thể nó là một điều tốt. Okay, so it's not too difficult today to generate multiple reports, because we have a thing called algorithms, equations, that once you give the new accounting standard a different interpretation, all the accounts, including the notes, can be immediately generated. Vâng, thế thì ở đây thì chúng ta với sự phát triển về công nghệ hiện nay thì việc đưa ra một cái gọi là cái các cái nhiều loại báo cáo khác nhau không còn là một vấn đề quá lớn, bởi vì chúng ta có những cái thuật toán mà chỉ cần là khi mà chúng ta thay đổi một cái tiêu chuẩn hay là có một cái sự thay đổi đó thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là có sự tác động đến toàn bộ với các cái tài khoản và nó sẽ được cập nhật tương ứng, gọi là cập nhật tương ứng. Okay, so essentially, as I told you before, auditors actually do all this work. They do a lot of work. They look at the cash flow statement, the cash bridge, a lot of work. But unfortunately today they are reluctant to be transparent with that because of various statutory and legal obligations. We should make them make these other interpretations available. Và thực ra mà nói thì kiểm toán viên của chúng ta hiện nay thực ra họ làm tất cả những công việc này, họ làm rất là nhiều việc, nhưng mà bởi vì có những cái quy định về mặt pháp lý cũng như những cái yêu cầu về mặt trách nhiệm mà nó cũng còn chưa làm cho họ có thể minh bạch được toàn bộ những cái là cái công việc họ làm cũng như là cái đánh giá của họ, thì đó là việc mà chúng ta cần phải có thay đổi. So the incremental cost of providing these multiple reports is not great because auditors have done the work anyway. Và ở đây chúng tôi muốn nói rằng là bởi vì thực ra là kiểm toán viên họ đã làm tất cả những cái việc này rồi, cho nên là khi mà chúng ta chính thức hóa cái việc này lên thì cái chi phí nó sẽ không tăng lên đáng kể. Okay, so to finish, such an approach to the presentation of financial statements will be truly disruptive the traditional account preparation and audit function. There may be an argument that preparing such multiple reports will be cost prohibitive, but again, in the view of someone who has not grasped the power of disruptive technology we have at our disposal today. Thế thì để kết luận, tôi muốn nói rằng là cái phương pháp trình bày báo cáo tài chính này thực sự là một cái phương pháp đột phá so với phương pháp truyền thống. Thế thì một số người có thể nói rằng là nhưng mà đối với những cái công ty mà chưa sẵn sàng thì họ có thể là gặp vấn đề về chi phí và họ không sẵn sàng để làm ngay cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi quan điểm chúng tôi cho rằng là trong cái gọi là cái xã hội công nghệ hiện nay, cái thế giới công nghệ hiện nay, những công ty nào mà không sẵn sàng bắt kịp với công nghệ thì cũng có thể công ty không theo kịp được với cái tốc độ phát triển. Thank you very much. I don't know about the timing, but I have time for questions if required. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Tôi không biết là có còn thời gian để cho phần câu hỏi hay không. Nhưng mà nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì tôi xin sẵn sàng tiếp nhận và trả lời. Any question we can interpret it? Yes. The question that the comment is that the auditors will actually be very pleased with this sort of presentation because they can increase their fees. Okay, now of course, IFRS and congruence enable auditors to increase fees because they are now IFRS compliant auditors,
and this will be the next generation. But that's okay if we can produce reports that are relevant to decision making. It's worth paying the extra fee. Ở đây thì ông đã có nhận xét rằng là thực ra đối với những người làm kiểm toán, khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp như này có khi họ lại thích ý, bởi vì là làm như thế thì họ lại trả được cái phí, tức là họ thu được cái phí kiểm toán cao hơn. Thì ở đây thì anh Janek anh nói lại rằng là thực ra thì cái chi phí thì có thể nó sẽ cao hơn một chút, thế nhưng mà cái lợi nó mang lại, cái giá trị nó mang lại, nó có thể gọi là bù đắp được cái phần chi phí đó khi mà các nhà quản lý, các cái người lãnh đạo có thể có những thông tin tốt hơn và có thể đưa ra quyết định nhanh hơn từ cái quảng cáo đó. Just to let you know that in Australia, all companies need not be audited. I don't know what the requirement in Vietnam is, but companies under a certain size do not need to be audited. And there has been some research done indicating that no company that is not required to do an audit does an audit unless it is required by the bank or something. So in other words, companies do not see value in the auditor's statements. It is only done because of statute. Okay, so if the auditors were to give value, people would pay voluntarily for it. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ là không biết ở Việt Nam thì như nào, nhưng mà bên Australia của chúng tôi thì một doanh nghiệp nếu mà ở dưới một cái mức gọi là cái quy mô nhất định thì doanh nghiệp đó sẽ không có yêu cầu, tức là không buộc phải kiểm toán. Tuy nhiên là thực tế mà nói thì những cái doanh nghiệp đó họ vẫn kiểm toán, bởi vì sao ạ? Ở đây thì họ không buộc phải kiểm toán nhưng họ vẫn kiểm toán, bởi vì khi mà họ kiểm toán thì họ có được cái giá trị từ cái việc làm việc với kiểm toán viên, và như vậy đó là. Okay, any other questions? Có câu hỏi nào khác không? Okay, so thank you very much for your time. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến một phần quan trọng của hội thảo ngày hôm nay. Đây chính là phần trao chứng chỉ hội viên và các giải thưởng CMA Australia. Và đầu tiên xin được mời các anh chị hội viên CMA có tên sau đây lên sân khấu để nhận chứng chỉ hội viên CMA Australia. Anh Lê Khắc Hải, tập đoàn Vingroup. Anh Đỗ Dương Tùng, Manager, công ty kiểm toán An Việt. Chị Phạm Thị Thúy, Đại học Kinh tế Quốc dân. Chị Nguyễn Hoài Thu, Controller của khách sạn Metropole Hà Nội. Anh Vũ Xuân Hải, đại lý thuế FOSA. Chị Lại Thị Ngân, Học viện Tài chính. Anh Nguyễn Quang Huy, Giám đốc công ty ICT. Chị Vũ Thị Phương, Kế toán trưởng công ty Niteco. Anh Lý Hoàng Long, EY Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh Vũ Đức Hào, Giám đốc công ty Phát Media. Anh Nguyễn Đức Luyện, Phó Ban Tài chính SCIC. Anh Trịnh Thanh Hưng, Chủ tịch công ty kiểm toán IFC. Chị Nguyễn Thị Hồng Yến, chuyên gia kinh tế công ty Franco. Và cũng xin được trân trọng kính mời giáo sư Sanak Ranatuga, Tổng Giám đốc CMA Australia lên trao chứng chỉ cho các hội viên. Xin trân trọng kính mời.
xin hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các hội viên của chúng ta. Vâng, và sau đây xin mời giáo sư và các hội viên chúng ta cùng chụp một bức ảnh lưu niệm. Dành cho các hội viên đạt điểm số từ 75 trở lên của chương trình CMA. Xin trân trọng kính mời các anh chị sau đây lên sân khấu. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Đại học Kinh tế Quốc dân. Chị Lê Thị Huyền Diệu, trưởng phòng tổng hợp và chế độ kế toán ngân hàng Vietcombank. Và chị Phạm Thị Thu Trang. Và cũng xin được trân trọng kính mời giáo sư Sanek Ranatchaga lên cho giải thưởng cho các hội viên của chúng ta. Xin được cảm ơn giáo sư và cảm ơn các học viên. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo CMA của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự chương trình. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các quý vị cho các hoạt động và các khóa học của Viện Kế Toán Quản trị Công chứng Úc và AFA Research and Education trong thời gian tới. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.